Hello, 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 xin chào các bạn và các em Chào mừng tất cả các bạn và các em đã quay trở lại với Luyện não sáng sớm Chuỗi series Luyện não sáng sớm thì mình bắt đầu từ 5 giờ 15 phút Buổi sáng hàng ngày like hàng tuần Và ngày nào cũng thế Ngày nào cũng chiến đấu từ 5 giờ 15 phút sáng Với mục tiêu để luyện tập cho các em Cho kỳ thi quan trọng bậc nhất của cuộc đời của chúng ta Rồi, rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi Và ủng hộ thầy Minh trong những ngày vừa qua hãy chia sẻ lại buổi học này và tác giúp thầy Minh tất cả các bạn của các em vào đây ạ. À. Ok ạ. À. Bắt đầu chiến đấu let's go ạ. À. Câu số 1 ạ. À. Rất nhiều bạn chọn D. Số gốc alpha amino acid trong phân tử tripeptide mạch hở là bao nhiêu gốc? D, 3 gốc, chính xác. 3 gốc ạ. À. Ngày thứ 31 cũng thầy cũng rồi, chính xác. Thầy cảm ơn giáo võ nhá. Câu 2. Cho sơ đồ chuyển hóa sau. Chất y là chất nào sau đây? Câu 2 cho sơ đồ chuyển hóa sau Chất Y là chất nào sau đây Bạn lưu ý nha. Mình có cái sơ đồ chuyển hóa này. Alanin cộng HCl thì, thì tạo thành ala HCl. Nhưng ala HCl cộng NaOH tạo thành Y. Vậy thì nó sẽ tạo thành là ala bỏ đi 1H cộng 1 Na. Đúng không ạ? Ala bỏ đi 1H cộng 1 Na. Không thể anh này được. Không thể anh này được. Đúng chưa? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? Đáp án đúng chúng ta chỉ có thể là đáp án B mà thôi. Câu 2. Đáp án chính xác của chúng ta, đáp án B, bỏ rất nhiều bạn chọn nhầm là đáp án D. Chia buồn với tất cả các bạn, đã chọn D, một lần sai là một lần nhớ, sai một lần, nhớ cả đời các em nhé. Sai một lần, nhớ cả đời. Câu số 3. Dung dịch nào không thể làm mềm nước cứng có tính cứng tạm thời? Câu số 3 Dung dịch nào không thể làm mềm Nước có tính cứng tạm thời Lưu ý cho thầy Minh từ không thể làm mềm Nước có tính cứng tạm thời nhé Na3B4 có Na2CO3 có NaOH có Đáp án đúng rồi đáp án D Dung dịch HCl Ok Câu số 4 ạ Câu số 4 ạ Phải thật nhanh các em ạ Làm sao các bạn phải comment nhanh hơn cả thầy Comment nhanh hơn cả thầy thì chúng ta mới luyện được phản xạ luyện phản xạ thì điểm của chúng ta mới nâng cao được câu số 4 khi cho chất x vào nước thu đồ hỗn hợp bị tách ra thành hai lớp chất x là có nghĩa là anh x này nó không tan trong nước nhá anh x mà nó không tan trong nước vậy thì đáp án chính xác của chúng ta nó chỉ có thể là etin acetat bởi vì etin acetat không tan trong nước và tách ra khỏi nước câu số 5 câu số 5 ạ Thầy mình rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như ủng hộ thầy mình trong những ngày vừa qua. Và ngày hôm nay là ngày luyện não sáng sớm thứ 31 31 ngày thầy cho chúng ta liên tục ở bên cạnh nhau, chiến đấu cùng nhau, sát cánh cùng nhau. Nên thầy mình rất mong muốn rằng tất cả các bạn và các em ủng hộ thầy mình nhiều hơn nữa bằng cách comment, đáp án thật nhanh và chia sẻ buổi học này lại về tường bởi vì đây là buổi học free. Thank you tất cả các bạn và các em rất nhiều. Cái việc mà các em comment đáp án cũng như chia sẻ buổi học này lại về tường đến một nguồn động lực không hề nhỏ để thầy mình có thể Dậy sớm chiến đấu với các em liên tục 31 ngày vừa qua. Cảm ơn tất cả bạn và các em. Nào, câu 5 ạ. Mẫu nhỏ natri vào COS4. Câu này nhiều bạn bị lừa lắm. Nari nó dụng với nước. Để tạo thành gì ạ? Nó h hát, Cộng H2. Hát Sau đó nó a cộng với COS4. Thì tạo thành COS2 lần. Được chưa? Kết quả Đáp án đúng là đáp án A. COS2 lần câu 6 Hiro hóa hoàn toàn 26,52 gam triolin Triolin C17 H33 COO 3 lần C35 Cần vừa đủ H2 Thì ăn 3 H2 Số mon triolin là 26,52 Số mon triolin là 26,52 26,52 52 chia cho phân tử khối của triolin là 884 bằng 0,03 mol. Vậy hoàn toàn mình suy được số mol H2 bằng 0,09. Vậy ta có là 0,09 nhân 2,4 bằng 2,016 mol. 2,016 mol. Vậy đáp án chính xác của chúng ta là gì ạ? Đáp án C. 2,016 công một sáu mon các em nhé đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án c rất ấm ok ạ à, câu số bảy ạ à. câu số bảy thấy mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn c nhá thì mình tuyên dương thanh ngọc tuyên dương anh tuyên dương tất cả các bạn và các em đã chọn đáp án c tuyên dương Thủy kiều tuyên dương xuân đông tuyên dương trần duy hữu câu số bảy ạ à. chất nào sau đây là tri metinamin à? chất nào sau đây là tri metinamin Trimetinamin nhé Là gì ạ? 3 tất cả 3 lần nở Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C Câu 7 C Phải thật nhanh ạ Chúng ta đang luyện Não sang sớm Luyện phản xạ hóa học Câu tiếp theo Câu số 9 Kim loại Chrome Tan ở trong dịch nào sau đây Thì Chrome của chúng ta Chrome của chúng ta Câu này anh Tức Anh anh ấy cắt thiếu một câu 8 của thầy rồi Trừ lương thôi anh này anh cắt thiếu thế nhỉ Kim loại chrome tan ở trong anh nào sau đây? HCl loãng nóng đúng không ạ? Đáp án đúng là đáp án B. Bỏ. Về, ai? Về cái tính tan của chrome này rất nhiều bạn bị nhầm nhá. Các bạn phải lưu ý nhá. Chrome tan trong HCl loãng nóng. Các bạn lưu ý. Được chưa? Tan trong HCl loãng nóng. Chrome nó bị thụ động trong H4 đặc nguội. HNO3 đặc nóng. À, HNO3 đặc nguội và không tan trong đá Câu 10. Phát biểu nào sau đây là sai? Câu 10. Hôm qua thì giải nhanh quá nhiều bạn sốc nhỉ Hôm qua thì giải quá nhanh Nhiều bạn nhìn thấy thể giải nhanh quá sốc Cũng phải phát biểu nó ra đây là sai NaHCO3 được dùng để chế thuốc giảm đau dạ dày Đúng NaHCO3 váy tan nước đúng NaHCO3 không tác dụng với NaOH Sai Có tác dụng chứ Dễ bị nhiệt phân hủy đúng NaHCO3 Mà cộng với lại NaOH Thì nó sẽ tạo thành là Na 2 CO3 cộng với lại H2O của các em nhé. Tạo thành Na 2 CO3 cộng H2O nhé. Đáp án đúng chúng ta đó là đáp án C. Ok. Câu 12. Câu 11. Cho mẫu bari vào trong các dung dịch. Số trường hợp xuất hiện kết tủa là thì đầu tiên đó có là bari tác dụng với nước trước để tạo thành BA hóa hai lần và H2 đúng không? Thì ở đây ta sẽ có BA2 cộng với s 42 trừ một kết tụa. OH trừ cộng HCO3 trừ thành CO3 trừ cộng ba 2 cộng là hai kết tụa. Anh này không kết tụa. Anh này không kết tụa. Vậy chúng ta sẽ có hai kết tụa. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Em nhé. Câu 11 đáp án D. Thầy Minh rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như ủng hộ thầy Minh trong chuỗi những ngày vừa qua. Tuyên dương tất cả các bạn đã dạy luyện não sáng sớm cùng thầy Minh bởi vì cái sự hy sinh của các em sẽ được trả công đáng giá bằng tên của các em được ghi ở trong giấy báo trúng tuyển nguyện vọng 1. Ok ạ. Rất là cảm ơn các bạn và các em. Chiến đấu hết mình nhá. Thầy Minh chiến đấu hết mình của các em. Câu số 12 ạ. Câu số 12. Trong khí thải công nghiệp thường có chứa các khí SO2 và NO2 để loại bỏ chất khí đó trong hệ thống xử lý khí thải thì ta sử dụng chất nào sau đây? Nào, loại để loại bỏ thì để loại bỏ thì chúng ta lưu ý là CO2 và NO2 là các khí mà có tính axit đúng không oxit axit mà thì để loại bỏ được các oxit axit thì chúng ta phải sử dụng những cái thằng gì ạ à? những cái thằng mà dùng dịch kiềm đúng chưa mà kiềm mà phải, còn phải rẻ tiền vậy thì ta bán đúng là đáp án c ưu tiên ngon bổ rẻ nhá được chưa đúng rồi tất cả các anh kim loại kiềm mà kiềm thổ thì ta dùng với nước trước chứ câu 13 câu 13 trong công nghiệp để sản xuất gương soi và bột ruột phích trong công nghiệp để sản xuất gương soi và ruột phích người ta sử dụng dung dịch agno 3 tác dụng với chất nào sau đây dễ quá nhỉ quá dễ dàng người ta sử dụng agno 3 tác dụng với chất nào sau đây các em? phải thật nhanh tác dụng với anh nào lưu cố dơ đúng không quá đơn giản đáp án chính xác của thầy trò chúng ta đó là đáp án dễ không sử dụng anit được nha nó mà nó độc nó độc mà nó mà dư lại một tù một một một, một tẹo thôi là thôi là gây nổ ngộ, ngộ độc chết người luôn nên người ta phải ưu tiên sử dụng những cái gì mà nó không đọc. 0 14 Thành Nguyên của quặng bôxit. Quặng bôxit là nó phải có Al2O3, các bạn chỉnh dần nhớ vậy cho tại thôi. Vậy thì quặng bôxit của chúng ta nó là đáp án A. 15 ạ. Ô tính toán ạ. 6,2 g metilamin thì chúng ta tìm được số mol nhỉ. Mình lấy là 6,2 chia 31 thì bằng 0,2 mol. Đốt cháy thu được sản phẩm chứa N2 thì bảo toàn N, 0,2 x 1 chia 2 bằng 0,1. 0,1 mà nhân với 2,4 0,1 mà nhân với lại bằng 2,4 Bằng 2,24 Đáp án đúng đáp án B câu 16. câu 16 Chất béo là thức ăn quan trọng của con người Là nguồn cung cấp dinh dưỡng Và là năng lượng đáng kể cho cơ chế hoạt động Ngoài ra một lượng lớn chất béo Được dùng cho công nghiệp để sản xuất chất nào sau đây Úi giời câu này dễ quá nhỉ Một lượng lớn chất béo Được dùng trong công nghiệp để sản xuất chất nào sau đây một lượng lớn chất béo được sử dụng trong công nghiệp để sản xuất chất nào xà phòng và glycerol đúng không đáp án chính xác của chúng ta là đáp án b bỏ các em nhé đáp án chính xác của thầy trò chúng ta là đáp án b bỏ chào mừng tất cả các bạn và các em hân hạnh chào đón tất cả các bạn và các em đã quay trở lại với luyện não sáng sớm cùng thầy minh merlin sáng nay là ngày thứ 31 thầy trò chúng ta dậy sớm với nhau từ năm giờ mười phút chiến đấu sát cánh cùng nhau trong cái kỳ thi trung học thông quốc gia sắp tới và các bạn yên tâm rằng trong kỳ dự thi sắp tới thầy Minh sẽ mãi mãi ở bên cạnh các bạn chiến đấu cùng các bạn chiến đấu vì màu cờ vì học sinh thầy Minh Mia Linh ạ trong các phản ứng hóa học thì nguyên tử kim loại nó thể hiện tính khử các em nhé đáp án đúng chúng ta là đáp án B bỏ sao các bạn lại vừa chọn ô số á, vừa chọn khử đây vàng rồi em ạ à. nguyên tử kim loại thì lúc nào cũng thể hiện tính khử nhá không có tính oxy hóa đâu các bạn nhớ kỹ cho thầy đấy, đấy một lần sai là một lần nhớ sai một lần nhớ cả đời em nhá câu 18 ạ câu 18 ạ trong các polymer sau polymer nào có cấu trúc mạng không gian trong các polymer sau polymer nào có cấu trúc mạng không gian nó chỉ có thể là gì ạ cao su ly hóa đáp án này 19 ạ. 19 ạ 19 ạ 19 các bạn chọn đáp án gì nào tên gọi của polymer thì có công thức là gì ạ tên gọi của polymer thì có công thức là gì? anh này tên gọi là gì? đi từ ethylene đúng không? nó đi từ ethylene vậy thì tên gọi của nó sẽ là polyethylene các em nhé. đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án a. À, câu 20 chất thường dùng để khử chua trong sản xuất công nghiệp thử khử chua đất. thế các bạn lưu ý cho thầy ạ, đất bị chua là đất bị nhiễm tính axit đúng không? đất bị chua cái đất nó bị chua là đất nó bị nhiễm tính axit thì đất mà bị nhiễm tính axit thì muốn khử chua thì chúng ta phải sử dụng một cái anh nào đấy mà nó có tính kiềm. Vậy thì nó chỉ có thể sử dụng là CaO thôi. Vậy khử chua đất trong sản xuất nông nghiệp đó là CaO. Câu 21, số mol của Cu. 21 ạ. À. Số mol của Cu 1,6 chia 64 bằng 0,025. Số mol Cu 0,025. Vậy ở đây mình đi bảo toàn e. Ta có là hai lần số mol Cu thì bằng một lần số mol NO2. Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol NO2 bằng 0,05. Vậy giá trị của x chúng ta là đáp án đúng là đáp án B bỏ các em nhé. Đáp án chính xác của thầy trò chúng ta là đáp án B bỏ. Câu 22. ai chọn đáp án gì nào các em ơi? Comment thật nhanh cùng thầy Bình nào. Chiến đấu để chiến thắng, quyết tâm vì màu cờ. Hay hay. Sắt tây là sắt trắng thiếc, nếu lớp thiếc bị xước sâu tới lớp sắt để lâu trong không khí ẩm thì kim loại bị ăn mòn trước khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang vậy là thiết đứng sau sắt thiết đứng sau sắt thì nếu mà bị xước thì cái thằng hoạt động mạnh hơn sẽ bị ăn mòn đó là thằng sắt bị ăn mòn được chưa thằng sắt sẽ bị ăn mòn trước do thằng sắt mạnh hơn thằng thiết đúng không ạ có ai bạn nhúng thanh ép e vào dịch COS4 sau một thời gian thì hiện tượng quan sát được là thì nhúng khi mình nhúng thành FE vào dịch CO4 thì nó sẽ xảy ra phản ứng FE cộng cu 2 cộng tạo thành FE2 cộng, cộng CU. Vậy mình thấy là ở bên trên bề mặt thanh sắt sẽ có một lớp kim loại màu đỏ đồng bám vào. Đúng chưa? Và dung dịch nó sẽ bị nhạt dần màu xanh. Được chưa? Thanh sắt có màu đỏ đỏ đồng đấy. Sắt thì bình thường là không màu đỏ đâu, sắt là màu trắng xám cơ. Nhưng mà nó sẽ có một lớp dung dịch màu đỏ bám vào và dung dịch CO4 của chúng ta thì nó sẽ có màu xanh. Thế nhưng nó sẽ bị nhạt màu xanh do là đồng hai cộng bị phản ứng. Câu 24. Các số xóa thường gặp của ánh sắt ạ. À? Câu 24. Các số xóa thường gặp của ánh sắt là bao nhiêu rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi và comment đáp án của Thế Minh. Hãy chia sẻ lại buổi học này bởi vì đây là một buổi học free. Cảm ơn tất cả các bạn và các em rất nhiều cái việc mà các em comment đáp án cũng như là chia sẻ lại buổi học này. đến một nguồn động lực không hề nhỏ để Thế Minh có thể chiến đấu cùng tất cả các bạn của các em liên tục trong 31 ngày vừa qua và sẽ tiếp tục trong 10 ngày tiếp theo nhá Câu tự số xóa thường gặp của tháng sắt sắt có dương một không không thường gặp là gì ạ dương 2 và dương 3 24 đáp án đúng đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án a kèm nhá 26 á ông Tư anh này ông ấy, ông ấy, ông để ông đi cắt bây giờ ông bị toàn mất câu ấy nhỉ mất hai câu rồi trừ lương thôi anh đứa anh bây giờ đang ngủ khéo đang hắt xì liên tục ấy. 21 26 ạ, nung thạch cao sống. Thu được thạch cao nung, công thức của thạch cao nung là xe 4 cộng 1 nước. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A à, các em nhé. Đáp án chính xác chúng ta đáp án A. À. 27 ạ. Thủy phân 324 gam tinh bột. Tinh bột là C6 H10 O5. Số mol của tinh bột là 324 chia cho 162 bằng 2 mol. Hiệu suất phản ứng là 75%, 0,75. Nó sẽ ra là C6H12 O6 Vậy nó tương ứng là 2 mol 2 nhân với 0,75 Thì bằng 1,5 Đúng không ạ 1,5 mà nhân với 180 1,5 mà nhân 180 thì bằng 270 Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D nhé Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D 27 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D Ok thì mình tuyên dương bạn Thúy Kiều, bạn Hoàng Nam Bạn Phương Thảo Rất là tuyên dương tất cả bạn và các em đã nhiệt tình comment đáp án Và comment chính xác đáp án của 27 28 ạ 28 ạ. Chất X được dùng để làm trong nước đục, chất X là làm trong nước đục thì nó chỉ có thể là gì thôi, phèn chua thôi. Phèn chua. B. Thầy chào Nguyễn Tuyết nha, học sinh lớp óc của thầy. Thầy chào Phương Anh, thầy chào Lê Ngọc Minh Vi. Câu 29. Chất X có công thức phân tử là C3H6O2 ST của axit acetic. CH3COO CH3. Đáp án chính xác chúng ta là đáp án này. Câu 30. Câu 30 cho từ từ dung dịch NaOH đến dư và dung dịch X lúc đầu thấy kết tủa keo bông sau đó kết tủa tan dần đến hết à ban đầu tiên vậy là đây hiện tượng là kết tủa rồi kết tủa tan trong dung dịch đúng không hiện tượng kết tủa rồi kết tủa tan trong dung dịch thì các bạn lưu ý là gì OH trừ nó sẽ tác dụng với gì nó sẽ tác dụng với nhôm ba cộng để tạo thành AlOH ba lần sau đó AlOH ba lần để tác dụng với NaOH tiếp để tạo thành NaOH hai Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Câu A1. Câu A1. 31 các bạn chọn đáp án gì nào các bạn ơi? Comment thật nhanh thì mình coi nào. 31 ở điều kiện thường chất nào cho nên là chất rắn. Thì nó phải là chất béo no đúng không? Vậy chất béo no chúng ta là 3 stearin. Chính xác là đáp án C. 32 eo 32 dễ ạ. Anconitylic có công thức cấu tạo là gì ạ? 32 Anconitylic có công thức cấu tạo là gì ạ? Gì nhỉ? Xe 5 hoạt dây 33 chất ích có cấu tạo tên gọi của nó là gì? Metin acetat. Metin acetat đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. 34 chất nào sau đây là chất béo? Thì chất béo là triete của axit béo và glycerol. Nên chất béo chúng ta là đáp án A. 35 ạ. Ráp hóa nào? Chất nào sau đây tác dụng với HCl sinh ra muối FeCl3? FeCl3 nhanh lên đáp án đúng là đáp án C, fecl 3 36 kim loại nào sau đây khối lượng riêng nhỏ nhất? Nhỏ nhất là lithium. Được chưa? Nặng nhất là oxymi 37 tính lượng tính được thể hiện thông qua phản ứng nào sau đây? COH có tính axit. Đúng không? COH có tính axit. NH2 có tính ba giờ vậy nó phản ứng với cả HCl và phản ứng với cả NaOH. 38 trong dịch ion nào sau đây oxy hóa được kim loại Fe? Ion nào sau đây oxy hóa được kim loại Fe có nghĩa là đẩy được Fe đấy. Đúng không? Tác dụng được với Fe, Fe đẩy được gì ạ? Fe đẩy được Cu. Fe cộng với lại Cu2 cộng tạo thành Fe2 cộng cộng với Cu. Nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D các em nhé. 39 polymer không phải là thành phần chính của chất dẻo. Polymer không phải thành phần chính của chất dẻo là ethylene là chất dẻo. Styrene chất dẻo. Chất dẻo. Polyacrylonitrin đó là tơ Được chưa? Hay là tơ olon, đáp án đúng là đáp án gì? 40. Kim loại được dùng phổ biến để tạo trang sức. Tạo trang sức bảo vệ sức khỏe thì nó là bạc. C. Chia buồn với tất cả các bạn đã chọn phải đáp án sai, một lần sai là một lần nhớ, sai một lần là nhớ cả đời. 41 rồi chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch HCl chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch HCl nó là HCl đúng không bốn hai ST nào sau đây có mùi thơm hoa nhài este mà có mùi thơm của hoa nhài thì nó là benzin acetat kèm nhá. benzin acetat kèm nha chào mừng tất cả các bạn và các em đã quay trở lại với luyện não sáng sớm của người minh các em đang theo dõi chuỗi lai like luyện não sáng sớm của thầy minh và đến ngày hôm nay là ngày thứ ba mốt rồi và thầy trò của chúng ta đã và đang dậy sớm chiến đấu cùng nhau sang ngày thứ 31 Và hôm nay là luyện não Hôm nay là thực chiến 8 cộng đề số 9 Và sáng mai sẽ là thực chiến 8 cộng đề cuối cùng Để trước khi chúng ta chuyển sang một đề Một kiểu đề mới cuối cùng Câu bạn Kim loại nhôm Kim loại nhôm tan hết với lượng dư dịch nào sau đây để sinh ra khí H2 Thì nó sẽ tan hết trong HCl Thì H2 kém nhá Câu 44 Giấy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh dãy gồm các chất mà đều làm quỷ tím bẩm chuyển sang màu xanh thì nó phải là gì thì nó phải có tính bazơ đúng không tính kiềm đúng không metinamin được Ammoniac được natri acetat ch 3 cona được a à, ok 45 mùi tanh của cá đặc biệt là cá mè chủ yếu do chất retinamin vậy đáp án đúng là đáp án c retinamin 46 khi đun nóng sắt tác dụng với lưu huỳnh sinh ra muối nào sau đây thì thi đun nóng ấy sắt tác dụng với lại lưu hình sinh ra muối FeS đáp án chính xác chúng ta là đáp án D 47 hợp chất sắt 3 hiroxit thì có màu nào thì hợp chất sắt 3 hiroxit chúng ta vẫn hay gặp đấy đó là kết tủa FeO3 lần đúng không thì nó sẽ có màu là màu nâu đỏ đáp án chính xác là đáp án A 48 tính chất học đặc trưng của kim loại 48 nào các em phải thật nhanh phải thật nhanh các em ạ 48 đáp án gì ạ tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử đáp án chính xác là đáp án A 49. Kim loại nào sau đây tác dụng với nước tạo thành dung dịch kiềm? Thì kim loại tác dụng với nước tạo thành dung dịch kiềm nó là natri. D. 50. Este nào sau đây có 3 nguyên tử carbon trong phân tử? 50. Este nào sau đây có 3 nguyên tử carbon trong phân tử? Đáp án chính xác là đáp án gì ạ? 3 nhá. CH3COOCH3 CH3 là có 3, vậy nó là metinacetat C. 51. Natri hiroxit là hóa chất quan trọng đứng hàng thứ hai sau natri sau axit sulfuric công thức của natri là NaOH. Đáp án đúng là đáp án B. Nhớ từ chốt này, natri quan trọng đứng thứ hai trong công nghiệp hóa học nhá. Năm 2 ạ. Năm 2 ạ. Tăng tốc vì hào cái là gần xong rồi. Thầy Minh tin chắc rằng là những bạn mà dạy sớm cùng thầy Minh đến ngày thứ 30 rồi thì level giải các cái câu dễ hay là gọi là luyện phản xạ hóa học của các bạn đã tăng lên rất cao. Và đó là cái điều mà thầy Minh muốn gửi tới tất cả các bạn và các em Cái việc mà chúng ta dậy sớm luyện não này nó rất tốt cho não Và môn hóa chúng ta là thi vào buổi sáng Và bởi vì môn hóa thi vào buổi sáng nên chúng ta phải luyện não sáng sớm Để ta luyện được phản xạ vào học các em nhé Câu 52 phát biểu nào sau đây là không đúng Không đúng nha Phân tử khối vali là 117 là đúng rồi Metinamin được bao giờ mạnh hơn N3 là đúng Ni 7 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng omega amino enantoic đúng Xem nào anh này có bốn nguyên tử nitơ. 1 2 3 3 liên kết NHCO. Dẫn đến có 3N. Amino axit đầu N là lysine, hai nhóm NH2, 2N nữa, vậy nó phải có 5 nguyên tử nitơ. Sai là A. Câu 52 sai là A các em nhé. 52 sai là A. 53. Nhỏ từ từ đến dư. Dung này nào sau đây vào ống nghiệm đựng AlCl3 thuộc được kết tủa keo màu trắng, đừng để bị lừa các em nhé. Đừng để bị thầy Minh lừa Bởi vì ở đây là dung dịch này nó bị dư Bị dư thì có nghĩa là tương đương với việc là kết tủ AlH3 lần không bị tan trong nó Thì không thể HCl Không thể h bốn được Đúng chưa? Càng không thể là NaCl được Vậy chỉ có thể là Na 3 Khi nhỏ Na 3 vào thì sẽ sinh ra kết tủ AlH3 lần Và các bạn lưu ý cho thầy đặc biệt một điều rằng là kết tủ AlH3 lần thì nó không bị tan Trong nhôm mà cậu Ok nhá Câu 54 Câu 54 Úi giờ hôm nay thoải mái và giải Hôm nay hơi bị nhiều câu luôn Phát biểu nào sau đây là sai 54 Phát biểu nào sau đây là sai Dùng bình cứu hỏa để dập tắt đám cháy có mặt ma dê Sai Bình cứu hỏa là CO2 CO2 nó tớp nhau với Mg Để tạo thành MgO Cộng C Được chưa Vậy không thể sử dụng bình cứu hỏa để dập tắt đám cháy có mặt ma dê được Bỏ Ở đây thì chọn luôn Phát biểu sai là A luôn Nadi rô được dùng để tinh chế quặng nhôm Đúng Tên gọi khác của CaO là vôi sống đúng. Hai hợp chất này thì đều có tính lượng tính đúng. Vậy sai là A các em nhé. 54 sai là A chia buồn với bạn Phương Thảo đã chọn B. Một lần sai là một lần nhớ, sai một lần. Nhớ cả đời em nhé Sai cả lần một lần, nhớ cả đời luôn. Ok. Câu 55 ạ. 55 ạ. 55, ạ. 55 các bạn chọn đáp án đúng cùng thầy Minh nào. 55 chúng ta chọn đáp án gì ạ? Mạnh mẽ lên nào các em este nào sau đây thủy phân trong môi trường kiềm không thu được ancol? Không thu được ancol ánh này Vanin, acetat. Thu được ch 3 CO đúng không ạ? Đáp án đúng là đáp án C. 55. Chất X tồn tại ở thể rắn dạng sợi là thành phần chính đạo nên màng tế bào thực vật với X là sen. Ok chưa? Đun nóng X trong H4 đặc thu được chất Y. Y là glucose. Dùng để sản xuất cồn công nghiệp. Y là glucose Vậy X là sen Y là glucose Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B Bỏ các nhé Câu 57 ạ à. Câu 57 ạ à. Phát biểu nào sau đây là đúng Câu 57 à. Phát biểu nào sau đây là đúng trong các phản ứng hóa học, ion sắt 2 cộng chỉ thể hiện tính khử. Trong các phản ứng hóa học, ion sắt 2 cộng chỉ thể hiện tính khử. Phát biểu nào sau đây là đúng. Trong các phản ứng hóa học, Ion sắt 2 cộng chỉ hiện tính khử sai, nó có thể tính, hiện tính oxy hóa sắt hai cộng có thể về sắt. Kim loại sắt tan trong H4 đặc nguội là sai, đúng chưa? Nhôm, sắt, chrome phải ăn crude thì nó bị thu động trong H24 đặc nguội, HNO3 đặc nguội. Fe2O3 số soa mắc rồi. Thì tác dụng HNO3 thì không thể sinh ra FeNO3 hai lần được, vớ vẩn. Fe tác dụng HCl sinh ra FeCl2 chính xác, đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D, các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Câu 58 ạ. À. Câu 58 ạ. 58 các bạn chọn gì ạ? Phương trình hóa học nào sau đây là sai ạ? 58. Phương trình hóa học nào sau đây là sai? Phương trình sai là gì ạ? FE đẩy được đồng. Đúng. Nó tác dụng với H2O đúng. Đồng không bao giờ tác dụng đối với H2O4 cả. Đồng đứng sau H mà. Thì h 2 4 các axit loại 2 thì nó chỉ tác dụng với những anh mà đứng trước thôi. Đứng trước H thôi. Câu 59 ạ. Chất nào sau đây là đồng phân của metin format HCOO? CH5 Thế thì nó chỉ có thể là anh CH3 COO CH3 thôi Bởi vì chúng nó cùng có công thức phân tử là C3H6O2 Đáp án chính xác của chúng ta là metin acetat 60 Bắt đầu sang mấy câu đếm khoai khoai rồi Mấy câu đếm khoai khoai hay còn được gọi là mấy câu đếm khoai khoái Đấy Phải thật nhanh các em ạ Nào câu đếm này chúng ta chọn đáp án gì nào các bạn các bạn chọn đáp án gì ạ? Nào, câu số 60 Câu số 60 này thầy hỏi về cái gì ý nhỉ Câu số 60 thầy hỏi là Số chất tác dụng với nước Brom Điều kiện thường thì phải có nối đôi Lưu ý nha, điều kiện tiên quyết là phải có nối đôi CC Hoặc là phải có liên kết Pi Ok không ạ? Vậy này Metan không được, Ethylen là 1, một, Butan 1, một, 3DN là 2 Benzen không được, Toluen không được styren được, Phenol được Methylacrylate được 1, 2, 3, 4, 5 5 cháu, xe ạ ấm luôn Úi rồi tuyên dương tất cả các bạn đã chọn C nhá Thầy thấy rất nhiều bạn chọn C ạ Tuyên dương tất cả các bạn và các em đã chọn C ạ Rất tốt 61 61 Cho 4,8 gam kim loại M Thuộc nhóm 2A Tan hết trong dịch khắc lờ dư Thu được 4,48 lít khí Vậy số mon khí chúng ta là bằng 0,2 Đúng không? Số mon khí chúng ta là 0,2 Vậy hoàn toàn ở đây Ta sẽ có tìm được nguyên phân tử nguyên tử khối của M bằng 4, chia 0,2 bằng 24. 24 thì nó chỉ có thể là MG. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. 62. Bắt đầu đến những câu đếm rồi các em ơi. Chiến đấu những câu đếm cùng thầy Minh nào. Chiến đấu những câu đếm cùng thầy Minh nào. Chiến đấu để chiến thắng nhá. Câu 62 ạ. 62 chúng ta chọn đáp án gì ạ? 62 ạ. Ôi rồi có đứa nó kêu thầy phát lại Chịu luôn Có bạn kêu thầy phát lại Và bạn ấy chắc là bạn ấy hôm nay bạn ấy mới vào học Thầy Vinh dạy Hôm nay là ngày thứ 31 cùng với các em rồi <cười> Buồn cười quá Hôm nọ thầy dạy ở bên trong khóa học Khóa học lớp của thầy cơ Kiểu mùa đông ấy Xong các bạn thấy thầy mặc áo khoác Xong các bạn không bảo là thầy phát lại Mà các bạn không biết <cười> Buồn cười luôn Tại vì là thầy dạy nhưng mà thầy hơi tập trung thầy ít khi thầy đọc comment bởi vì là lúc mà làm hóa thì hay bị tập trung thế là khi mà 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 các bạn bảo là thầy hôm nay trời nóng này tại sao thầy mặc áo khoác thầy buồn cười quá trong rồi thầy cứ thôi thầy cứ kệ thầy không trả lời xem như thế nào tại vì là cái phòng của thầy ấy, nó lạnh bật điều hòa nó lạnh thế là thầy toàn mặc áo khoác bởi vì không là bị viêm họng bởi vì một ngày thầy dạy khoảng độ tầm là 4 k offline cộng với một k livestream nó khoảng độ tầm xương xương năm k năm k các em cứ tính là tương đương cái việc thầy nói liên tục khoảng độ tầm chín tiếng liền chín tiếng liền nó liên tục nên là việc mà họng là nó đau là một vấn đề và cái họng của chúng ta cứ hít phải cái không khí lạnh ấy, thì là rất dễ bị đau họng những cái người dạy nhiều như thầy dạy óp nhiều như thầy không thể nào nói nói một ngày còn độ tầm 9 tiếng rồi mà đấy nên là rất cảm ơn tất cả các bạn và các em nhá sáng nào thầy cũng like lúc năm giờ mười lăm ấy sáng nào thầy cũng like lúc năm giờ mười lăm đâu rồi <laughs> câu sáu sáu ai ạ số phát biểu đúng là bạn nào học offline thì là biết ngay thôi axit acetic có nhiệt độ sôi cao hơn anconylic chính xác bởi vì nó là axit axit thì nhiệt độ sôi lúc nào cao hơn uh, ancol nhé các em nhé câu 2 ạ câu hai ạ vinyl có khả năng là mất màu nước brom đúng rồi -COO ch 3 cooch nối đôi ch 2 được chưa chính xác nhá mất màu dịch nước brom tinh bột khi thủy phân hoàn toàn trong môi trường kiềm chỉ tạo ra glucose không thủy phân trong môi trường kiềm đừng để bị lừa dung dịch amin là của lòng trắng trứng khi tu sôi bị đông tụ đúng chính xác. Phenol dùng để sản xuất thuốc nổ 2,4,6 trinitrophenol đúng. 1, 2, 3, 4, 4 cái. B, bỏ. Nhá. Chúng ta có 4 phát biểu đúng. B, bỏ. Ok ạ. Câu 6 bạn. Câu 6 bạn. Cho các phát biểu sau. Úi giời ơi, nhìn các phát biểu sướng không? Số phát biểu đúng là. Nào. Cho các phát biểu sau ạ. Số phát biểu đúng là có bạn thì kêu là né mấy câu này chắc là các bạn mới học thầy các buổi đầu tiên còn lại bây giờ ấy, những câu này là những cái câu mà ngon ăn đối với tất cả các Ui em sao sai được phenol tạo thành thuốc nổ mà đúng mà em đúng mà thuốc nổ nhá Tường vi nhá các bạn chính xác đấy các bạn cho phát biểu sau số phát biểu đúng là nước ép của quả nho chín khả năng tham gia phản ứng trang bạc đúng nước ép của quả nho chín đó là glucose glucose trang bạc là chuyện bình thường B ạ, cellulose Trinitrat nguyên liệu sản xuất tơ nhân tạo là sai Cellulose mononitrat và dinitrat mới là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo Tơ ni bền với nhiệt axit kiềm sai Ni thì nó có liên kết NHCO nhá Ni lông thì nó có liên kết NHCO Và do ni nó có liên kết NHCO nên nó không bền ở đâu ạ Nó không bền đâu Mà nó dễ bị phân hủy nhá Nó dễ bị phân hủy bởi nhiệt và bởi axit và bởi kiềm Chính vì vậy nên là sai vì phân hoàn toàn Vinyl acetate bằng NaOH thu được Natri và anhid formic sai Phải thu được là anhid acetic nhé CH3 CHO cơ CH3 CHO cơ Sai tiếp Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp Đúng E đúng E hoàn toàn chính xác chứ G dùng giấm ăn hoặc chanh Nó có tính axit Từ mùi tanh của cá Đúng mùi tanh của cá do amin Thì axit tác dụng amin có thể dùng nhiệt hàn để uốn ống nhựa PVC chính xác nhựa PVC nó có tính dẻo nên mình có thể sử dụng nhiệt để hàn và uốn vậy hoàn toàn ở đây chúng ta có một hai ba bốn chúng ta có tổng cộng là bốn phát biểu đúng các em nhé được chưa một hai ba bốn bốn cái ạ à. 63 đáp án A, thì mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án A. Tuyên dương Thúy Kiều, tuyên dương Nguyễn Tuyết, tuyên dương Hoàng Nam. Tuyên dương tất cả các bạn và các em nhá. Ok chiến đấu nhá đâu câu e Câu e đây đúng rồi đấy tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhiều quá trình khoa hợp đúng ba đây đây thì ghi đúng ba ig e này sai này anhit là sai anit acetic mà được chưa ok nhá sáu tư ạ sáu tư ạ câu b á câu b sai thầy vừa phân tích ở bên trên rồi đấy sáu mươi bốn ạ sáu mươi bốn đã bán gì ạ H sao đúng á Thì bởi vì PVC nó có tính dẻo Các em không nhìn thấy mấy cái ống nhựa Ống nước toàn phải dùng nhiệt để hàn này à? Hàn nhiệt à Nó mới tự Nó tự hay này Cho phản ứng Trong các thí nghiệm trên Khi phản ứng trong các thí nghiệm trên kết thúc Số thí nghiệm thu được chất rắn Câu này mới kinh Câu này mới kinh này Số thí nghiệm thu được chất rắn à? NA này là giả sử nó là 2 mol thì AL là 3 mol thì nó không tan được nhá, nó tạo thành NaO2. Và có nhôm dư. Được chưa? Vậy A là thu được chất đặn. Ok nhá. Số mol của Cu được chưa? Số mol của Cu là 2, số mol F2O3 là 1. Khi tan HCl thì mình sẽ thu được Fe3+ là 2 mol. Thế thì Cu Thế rồi cộng 2 Fe3 cộng để tạo thành CU2 cộng Cộng Fe2 cộng cơ Nên chắc chắn là CU không tan hết Bởi vì hai mon CU thì cần 4 mon Fe3 cộng Mà đây chỉ có hai thôi Vậy CU không tan hết Vậy B cũng không tan hết C ạ. K vào nước thì tạo thành KOH KOH cộng với lại nh 4 hco 3 Tạo thành nh 42 2 lần CO3 Chẳng có thằng nào kết tuổi cả Hỗn hợp CU và NA tỷ lệ mon tương ứng 3 chia 2 Vì khác dư CU này cộng H cộng này Cộng nấu 3 trừ này Tạo thành này CO2 cộng này Cộng với lại NO này Có ngoài ô mình cân bằng nhé Đây là 3 Được chưa? Đây là 3 Đây là 2 Đây là 2 6 Đây là 4 Đây là 8 Ok này Anh này ạ à, CU là 3 mol NO3 là 2 mon 3 chia 3 bằng 1 2 chia bằng 1 Vậy tan hết Tan hết sạch luôn không có chất ăn dê bỏ tan hết kèm nhá lưu ý cho thầy tan hết không có chất ăn e hỗn hợp BaCO3 và KHCO3 vào nước thì chắc chắn có kết tủa rồi Ba cộng S42 trừ tạo nên kết tủa ok chưa vậy ở đây ta sẽ có bao nhiêu anh thu được chất rắn ạ chỗ ý C này thì nó nhầm nha nó tạo thành là K2CO3 cộng NH3 cộng chứ nhưng mà nó vẫn không có chất rắn được chưa 1A này B này E này 3 ba anh thu được chất rắn đáp án chính xác của chúng ta là đáp án a ba anh ạ à. câu 65 65 là câu cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay 65 là một câu thí nghiệm vô cơ mức vận dụng cao và thầy minh đoán chắc chắn rằng là năm nay trong đề thi của các em sẽ có một câu thí nghiệm vô cơ mức độ vận dụng cao nên các bạn phải chú ý và những cái câu này được không ạ câu 65 một học sinh thực nghiệm thí nghiệm lần lượt như sau lấy ba ống nghiệm đánh số thứ tự một hai ba cho vào mỗi ống 3 ml nước và vài giọt phenol và 3 mẫu kim loại nhỏ bằng hạt đậu. Được chưa? Đấy, đợi trong 20 giây tiến hành đun nóng công nghiệm 2 3. Thế thì ở đây mình thấy này, nếu mà mình cho nước thì chỉ có nát natri tác dụng với nước thôi. Mg và Al không. Đúng chưa? Đun nóng thì chỉ có mỗi magie là tác dụng bởi vì magie tác dụng với nước để tạo thành MgO cộng với lại H2 tác dụng với nước ở nhiệt độ 40 đến 50 độ C. Còn Al thì không. Vậy mình có này, ở bước 3 mình thấy chỉ có bọt khí xuất hiện ở ống nghiệm 1 là đúng. Ok nhá. Ở bước 3 chỉ thấy bọt khí xuất hiện ở ống nghiệm 1 là đúng. B, ở bước 3 phản ứng trong ống nghiệm 1 xảy ra mạnh, bọt khí thoát ra nhanh, dung dịch nhuốm màu hồng nhanh chóng, chính xác. Ý C. Sau bước 4 thì nước ở cả ba ống nghiệm đều có màu hồng là sai. Được chưa? Bởi vì gì ạ? MGO thì nó không tan trong nước nhá. Nên đống 2 là không có nhá. Được chưa Đúng không ạ? Nó nhưng mà nó có hơi hơi màu hồng thì cũng được bởi vì MGO là lần chất ít tan cũng được. Nhưng mà AL thì chắc chắn là không tan trong nước, không tạo thành Al ba lần được nên không có màu hồng. Nên là C sai. D ở bước 4 trong nghiệm 3 không thấy bọt khí. Vì có lớp oxit nhôm bảo vệ không nhôm phản ứng với nước, cái này chính xác này. Ý D này chính xác này. Đi e này, ở bước 4 tốc độ thoát khí ở ống nghiệm 2 và 3 nhiều hơn. Bước 3. Sai, đúng chưa? Chỉ ống 2 thôi, có thoát khí thôi Chứ ống 3 thì vẫn không có khí. Sai nè. À? nhá vậy chúng ta sẽ có 1 2 3. Tổng cộng chúng ta có 3, được không ạ? Chúng ta sẽ có 3 phát biểu đúng. Đề bài hỏi chúng ta là số phát biểu đúng. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A các nhé. Đề bài của chúng ta là có 3 phát biểu đúng, vậy đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. Rất dễ thôi. À. Quá dễ dàng đúng không ạ Quá dễ dàng ạ Rồi Hello Hello xin chào tất cả bạn và các em Hello xin chào tất cả bạn và các em Hello hello xin chào tất cả bạn và các em. em ạ À hôm nay hết rồi Đây chỉ của chúng ta có đến 65 câu thôi Các bạn bỏ vẫn còn máu chiến nữa Hết rồi ạ. chúng ta chỉ có 65 câu thôi Thầy Minh rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như ủng hộ Thầy Minh Nhá. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã theo dõi và ủng hộ Thầy Minh Merlin trong chuỗi 31 ngày chiến đấu dạy luyện đạo sáng sớm cùng với tất cả bạn và các em Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em File ờ, đề thì lấy ở trên Thầy Minh Merlin Hoa học các em nhé File đề thì lấy ở trên Thầy Minh Merlin Hoa học Megalai à? có chắc chắn tổ chức nhưng mà chắc là phải tuần sau Tại vì là thầy Minh dạy offline hiện tại bây giờ đây mình đang chiến đấu offline khá là nhiều khoảng độ tầm một ngày khoảng độ tầm 5k 5k thì cũng không có lịch để mà like mega like uh, mega live chắc là thầy sẽ bắt đầu vào thứ hai tuần sau một tuần nữa các em nhé một tuần nữa yên tâm khi mà lỗ off của thầy Minh nghỉ học nghỉ học để các bạn chuẩn bị thi thì thầy Minh sẽ chiến đấu hết mình cùng tất cả các bạn và các em ok ạ yên tâm ạ like liên tục 3 ngày liên tiếp luôn rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi Luyện não sáng sớm cùng Thế Minh Berlin Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em Và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em Hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em Vào sáng ngày mai nhá Sáng ngày mai các em nhá Hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em Bye bye chào tạm biệt hẹn gặp lại Rồi thầy chào Trần Chí Hữu Thầy chào Luyến Lê nhá thầy chào Nguyễn Tuyết Bye bye